Xin chào, tôi là người hướng dẫn chương trình của ứng dụng Kaymon. Bước đầu tiên tôi xin giới thiệu về phương thức đăng ký tài khoản tại Kaymon, còn có tên gọi là hội viên. Khi đăng ký hội viên tại Kaymon, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi cũng như khuyến mại tại ứng dụng. Chẳng hạn như khi thay máy điện thoại hoặc thay số điện thoại, bạn không cần phải lo nghĩ gì nữa mà vẫn có thể chuyển số tiền còn dư lại từ MyCash hoặc điểm tích lũy từ máy cũ sang máy mới bằng phương thức đăng nhập lại tài khoản. Khi đăng ký hội viên tại ứng dụng Kaymon, bạn sẽ được kết bạn và trò chuyện với những người bạn đang sống tại Hàn Quốc nhé.